TF thì sao? Chắc chưa? Thực ra tôi nghĩ rằng chắc là A Trương cũng đã đánh Vên nhiều. TF. Và hơn nữa thì đồng đội cũng đã thảo luận rất kỹ về con Vên này. Có tin tưởng không? Gót tiếp hả? Gót. Nhưng tôi xin anh, anh đừng đánh lờ gót với giày cường độ cùng với cả dù đen với cả cả sân tê nữa. Và thứ đầu tiên tôi đã quá sợ với cả cái kiểu lên đồ này rồi. Tôi nó sẽ là một con ớt gót trên người A Trương, đó là lại cả sân tê trong tay Bin. Tôi vẫn mãi thắc mắc tại sao anh ta cầm cái giày cường độ cộng với là cái giáp lụa và thêm cả đó là kiếm dài. À chứ quen thôi được rồi, để coi đánh lời gót lần hai như nào. Nó vậy thủy ngân thật ra cái nào cũng được cả, nhưng lên vậy cuồng nộ là cái thật ra tệ nhất với lực lượng gót thì một sự chọn không sao bây giờ vui hơn chứ tốt, nhưng mà thứ hai là sao bây giờ rất là vui hơn. Son cũ nó bộ kỹ năng của nó cũng hơi buồn cười. Dưới sự hỗ trợ từ Talia, khả năng tiếp cận đột biến đến từ Talia cộng với là cả Wukong tàng hình xuất hiện bất ngờ đến từ Wukong nữa, thì những khả năng tấn công ra hai đường cánh rất mạnh mẽ dành cho phía BG. Nhưng rõ ràng là POG họ biết điều này, họ đứng ở rất là sát bờ tường để khi mà đối phương nếu có dùng chiêu thực ra bạn hãy đi góc vừa rồi là anh ta không đứng cùng với là L. Thường là những pha sở chẳng đứng chung lại với nhau để sẵn sàng chia sát thương. Biết bao nhiêu người, hàng trăm ngàn con người nín thở chờ đợi. Nhưng hai người đứng sát từ bên phía bên phải. Maple ơi! Từ bên phía bên trái không có tầm nhìn ra, có những cú nhảy đến từ POG nhảy vào việc là đường giữa của đối phương đã mất rồi. Họ đoán biết điều này ở tình huống vừa rồi. Và khi đó thì Maple có một pha rất nỗ lực, rất cố gắng tốc biến cộng là chiêu cuối, nhưng tầm là không đủ pha vừa rồi. Và rõ ràng POG có những sự chuẩn bị rất là kỹ càng pha đó. Và hiện tại Junjia anh ta đang muốn lấy con rồng đầu tiên của ván thi đấu này là con rồng lửa. Con rồng sẽ giúp cho các thành viên của PSG có được một cái lượng sức mạnh nhất định để thể giao tranh. Boss làm quá tốt luôn á, Betty về Woody làm quá tốt rồi đó. Hiện tại đè nén áp lực đáp trả lại bằng việc anh ta lấy đi những con sâu này đang chờ để nấp sau con mắt này, nhưng có một tình huống lộ chưa? Rồi lướt mất lướt nè. Nếu như quan sát hai cái tốc biến rồi, con linh thú của Junjia thôi, nhưng không biết là có kịp quan sát hay không. Con phòng hộ nó không có thấy. Mấy con linh thú không có thấy nha anh em. Giữ lính không cho lính tràn vào trụ. Betty không có nhiều lượng máu cho lắm. Lính bắt đầu tràn vào trụ rồi, đang gồng cú đấm bùng nổ kết tấp biến. Dồn thẳng sát thương L tấp biến về. Anh ta quá đẹp. Nằm xuống rồi. Mạng chiến cao đầu dành cho Vi của Junjia. Tuyệt vời. Có muốn quay trở lại ghế sát thương với Orn hay không? Đấm có tiếp. Lớp kia được dựng lên, tiếp tục là một lớp kia được búp lên từ Lulu. Và không có đủ sát thương. Bây giờ Nai tới và đất đai sao? Anh ta đang cố gắng trả sát thương ngược lại để ép lui các đối phương về. Và tạm thời đó chỉ là một tình huống 1 đổi 1 mà thôi. Nếu như rút lui tình huống trước đó sẽ là an toàn dành cho phía gì. Lượng máu mặc dù thấp nhưng vẫn có sự hỗ trợ từ Woody. Là 1 đổi 1 nhưng ít nhất đi Nai được lính ở pha thi đấu vừa rồi. Hoặc là nếu như Woody là... Còn Talia nó rờ tới rồi. Nhưng cái vấn đề là đối phương... Ôi, eo. Luôn thủy ngục kết hợp với cả sóng thần. Và tốc lên đến tức lên đi rồi, đi rồi. Họ đã muốn lấy mạng của người châu cho đồng. Wow. Hai mạng dành cho PSG. Sự tin đến từ Elf phải trả giá khi mà sức mạnh đến từ Zerilu là có. Trong khi đó phía kia chỉ dừng là thanh trừng mà thôi. Và cái sự khác biệt chính là tốc biến của Betty. Anh ta có pha này tốc biến thoát khỏi chiêu cua đến từ On. Và khi đó sát thương đến từ con Seri là không thể nào ngăn cản được. Đang muốn backup ở đằng sau đến từ Junjia. Và thậm chí anh ta có muốn ganh thẳng mặt hay không? Bởi vì rõ ràng là Wukong trong tay của Swin đang chưa lộ. Nhưng bây giờ nổ hoa tung ra. Lần này Maple bắt một tốc biến về. Một tình huống tiếp tục tấn công không có cơ sở đến từ Maple. Bởi vì rõ ràng cái quyền kiểm soát bản đồ của PNG ở dọc sông dưới là gần như chưa nhiều cho lắm, ngoại trừ một con mắt ở bụi cỏ gần đó mà thôi. Cú sáng trói của anh ta trúng khiến cho anh ta nghĩ rằng mình ơi khỏe đã on phát hiện thành công được đó là Junjia trên đường đi về. Không tốc biến nha. Boss không tốc biến nha. Boss của BLG không tốc biến nha. Phải có rừng cứu kìa. On có sự hỗ trợ đến từ phía của Swin ở phía sau lưng. Nhưng Swin không còn cho mình đó là chiêu cuối nữa. Không có vườn trên. Lần này thì có vẻ như Bin đang cố gắng hạn chế những sai lầm chỉ đi vào tấn công vào trụ mà thôi. Năng lượng qua chưa thì anh ta không còn quá nhiều và không còn là cái giày cuồng nổ với con Urgot nữa. Không còn cái giày cuồng nổ của Urgot nữa rồi. Và Betty đang không cho đối phương biến về. Và tiếp tục sẽ là những cái lớp kiên trụ dành cho cặp đôi đường dưới của PSG. Con rồng tiếp theo chuẩn bị sẽ được xuất hiện. Đó là con rồng thứ hai của ván thi đấu. Giờ đánh xoay con boss thôi, PSG cần giờ đánh xoay con boss thôi. Quyết định là không lên mảng trên mà cắm trại ở mảng dưới. Nhưng Maple chưa hồi chiêu cuối và anh ta cũng không có tốc biến. Thì liệu đánh nhau quanh con rồng này thì BLG họ có muốn can thiệp hay không đây? Nhưng Betty đã quá khỏe rồi. Nhưng mà cái lượng sát thương sẽ là khá khác. Biết gì nè, thắp nhang nè. Thắp nhang giao một rồng nào ngon ngon nè. Chiêu cuối của anh ta không có. Một chút xíu rồng nước không? Sẽ rất là khác biệt so với con Vi có chiêu cuối. Không có tốc biến. Ở rồng gió cũng được không? Jerry rồng gió cũng được nha. Xuyên có lốc xoáy rồi. Ngay lập tức anh ta vẫn bị đấm.
Nhưng rất may là Junjia thua người, quyết định là không lao tới ở pha thi đấu đó, bởi vì người chơi đường giữa và cặp đôi đường dưới của họ đang đứng ở rất xa. Sao con Ergot chọn cuối cùng vẫn bị đè lên? Khá là hợp lý dành cho BLG đối đầu lại 2 vs 2. Chán cái bạn Hachu này ghê. Em phải hết sức cẩn thận. Không tốc biến ghê. Đấm đúng không? Tả súng hữu đồ tung ra, họ ngắm thẳng vào người của LL ta, vẫn dính một quả hất về. Và một điểm hạ gục dành cho Hachu. Cú lướt lên của anh ta khiến cho ta phải trả giá tình huống đó, bật cho mình ra thành trừng, lướt lên tấn công mọi người. Lấy Ergot là để bú cái khác không, chứ không phải là đấm xanh tê đúng không? Mình nói chưa cuối, và khi khả năng tiếp cận đến từ con vì sức mạnh là đây. Thì hiện tại họ đang sẵn sàng con học tiếp theo con bán đấu này, khi họ muốn triển khai ở đây. Ôi trời, tới điện đại kia, luật O đang chịu rất nhiều, tả xung đột tung ra. Và ngay lập tức đi tìm trước luôn. Nằm xuống rồi, tả của Betty là quá nhiều. Rồi xong rồi, xong rồi. Đó là Bin. Bineta đang bị cấu rỉa máu đến từ đối phương. Xoắn chói tung ra chính xác và Bineta bắt buộc phải lùi về. Ba mạng dành cho PSG. Chưa có rồng gió đâu cả. Nhưng PSG họ cứ tưởng như đang cầm cho mình linh hồn rồng gió, vậy họ tiếp cận rất là nhanh và người của đối phương họ tấn công cực kỳ tăng nhanh. Tăng vỡ rồi, tăng vỡ rồi, tăng vỡ rồi. Từ cả L lẫn On. Họ chưa hết cứu rồi, hết cứu rồi. Trở lại On không kịp làm gì trong pha vừa rồi cả. Betty rất quyết đoán dưới sự hỗ trợ của Woody với khả năng tấn công đến từ con V. Bây giờ thấy rằng sức mạnh của V là khủng khiếp như thế nào. Khả năng này phút thứ 22 là thằng Betty có thể ba món nha anh em. Đến từ con Jerry xanh dành cho Betty. Và Betty đang quá xanh rồi, một chất tướng. Lên logo rồi anh em. Các bạn đang cổ vũ cho đội nào hay lên logo. Khả năng tiếp cận rất là tốt với những chất tướng như là Nico của Apple, như là V của Georgia. Và thậm chí khi bạn kích hoạt chiêu cuối, đội chỉ được gia tăng rất là nhanh đến từ một con Jerry và cả Lulu. Rồi nổ hoa tung ra, lướt về vẫn bị dính CC. Như này Maple bị trả sát thương ngược lại và Maple nằm xuống rồi. Sweet là người có được điểm hạ gục. Và BLG họ thành công trong tốt cắt lẻ đối phương. El vẫn bình tĩnh nha anh em. El vẫn bình tĩnh nha. Mặc dù sức mạnh của El không có, nhưng khả năng phản ứng của anh ta là vẫn còn ở đó. Dính cho mình đó là cú xong chiêu cuối. Này qua đây chấn hụt mất rồi. Và Woody đang chịu tương đối nhiều sát thương. Betty phải lùi về một nhịp. Còn dòng teo 1 phút 52 giây nữa nó mới xuất hiện. Hơi đáng tiếc là như vậy, nhưng On đã quá tự tin. Junjia là người bị chịu sát thương, anh ta dính thương. Một cái pha được qua để chấn và anh ta phải nằm xuống. Mạng dành cho này, đây là mạng sắt đào. Nhưng cơ hội đã mở ra dành cho BLG. Đây là nguồn sức mạnh mất kiểm soát hành vi, mất kiểm soát hành vi rồi. Này cực kỳ khỏe cấp độ 14 của ván đấu này. Và thêm cả đó là chính là Xuyên cùng với Thabin vẫn đang tăng tới sức mạnh một cách đều đều. Mặc dù Lucian, đây là Lucian không phải là quá khỏe, nhưng nó vẫn bổ trợ sát thương dành cho bên phía của BLG và bên phía bên kia. Nhưng nó là lượng chống chìa của họ không phải là quá lớn, họ có hiệu ứng khống chế, họ có sát thương, nhưng chống chìa không phải điểm mạnh đến từ phía Tà Long. Đây là một mốc xương sức mạnh cần thiết dành cho một con bài Wu Công này. A Chư đứng lên cao, lọ chiều đối phương lướt qua tấm thảm. A Chư đang bị đá đá lao vào từ phía Junjia. Trời ơi, trận chung hai thành viên A Chư bị hất lại, chơi cô báo tung ra. A Chư sẽ nằm xuống. Betty hết rồi. Betty ơi, nhưng bị dứt điểm đến từ đối phương, đó là Betty. Goody là người cuối cùng sống sót bởi PNG. Trời ơi, ông nội ơi, ông đi đấm cái bóng quá. Xuyên gõ liên tục, Xuyên có bùa đỏ và một mạng cuối cùng thuộc về này. Sự nóng bỏi từ PSG và họ muốn nhắm vào rừng của đối phương để muốn có được lợi thế. Họ muốn giải quyết Wu Công này càng sớm càng tốt. Nhưng một pha phân bóng ra đến từ Xuyên và PSG thất bại hoàn toàn. El lần nằm xuống thứ 5 này của anh ta hoàn toàn không có việc gì phải lo cả. Ơ Quang Minh nha, vào tranh mà Nai đã bảo hết tất cả mọi nguồn sát thương dành cho anh thiết PSG. Bảo nhìn sát thương đến từ Nai kìa. Ôi phân bóng ra chính chiếc cua đến từ phía Junjia. Junjia không làm được gì cả, sát thương ta bị hạn chế hoàn toàn. Đây là pha đúp liều chính xác đến từ bên phía của Bin. Còn để chấn thủng hai người của Nai và chiếc cua của ta được dùng không phải thích của Betty. Ta muốn giúp cho phía của Bin dứt điểm càng nhanh, ai chưa càng tốt. Rồi sau đó thì Betty lời kết thúc biến của AD luôn á, bất lực hoàn toàn. Quan địa chấn chính xác ba lần, quan địa chấn lời kết thúc biến của AD mà đánh vậy đó. Và đó là một pha giao tranh trông như PSG họ vẫn muốn lấy con rồng này. Sau khi mà đối phương đã có bộ lại Baron, Xuyên đang có mặt đây, anh ta đứng đi một chỗ xíu để có thể là gọi là chim mồi đối phương. Và rồng đã có dành cho BLG.
và nó thuộc về này. Junia hết máu rồi. Đánh ở pha này là cực kỳ khó. Jerry Cobetti bây giờ anh ta đang muốn trả sát thương ngược lại nhưng Bin quá trâu, thanh trường tung ra và giữ chân vào ngược của Junia. Hồi máu kích hoạt nên dây chuyền cũng là như vậy. Và Bin đang che chắn được đầu đường mình, xuyên lao vào lốc xoáy được sử dụng. Và bây giờ Jerry Cobetti không được chơi. Hết đam rồi, BG hết đam rồi. Anh ta nằm xuống quá nhanh và các thành viên còn lại cũng BG vẫn đủ tỉnh táo. Trừ đã cố gắng rút về nhưng liệu anh ta có chạy được hay không đây? Anh ta tiếp tục cuối cùng thành 25 phút và vẫn đang bị ném đá. Swin đang càn thẳng và Trừ thậm chí là bị ta dịch chuyển bọc sau nữa. Trừ liệu có chạy nổi hay không đây? Gồng mở đường sử dụng tắt biến về vẫn chết. Anh ghép được không? Mười mấy giây nó Betty ra. Gì mà thôi, khi họ sẽ để ở khu vực giữa với cả 5 người. Anh ghép được không? 6 sau hư không. Rất là nhanh chóng cho mình đó, đường giữa của đối phương. Ôi. 3 giờ nữa Wood đi ra. Nhưng đây là 6 sau hư không. 6 sau hư không của LeBron. Bạn thân bắt đầu quá là nhanh đi. Và chiến thắng sẽ có dành cho BLG. Bây giờ Betty lao thẳng vào, anh ta nhảy trên tấm thảm. Anh ta sẽ phải trả giá. Tỷ số là 2-1 thuộc về BLG. Lần này thì cái cơ mặt game hay này. Hoàn toàn không còn. Trận này hay, trận này hay, BL5 này hay. Và Nai ở khu vực đường giữa hấp dẫn, hấp dẫn. Talia của anh ta khi cần Nai gánh tim, Nai gánh quá lực đi. Đường dưới của họ bị nhắm tới, đường dưới của họ mắc sai lầm quá nhiều để gục cho Betty. Với những sai số đến từ L và On, với những sai số đến từ Shin trong một vài tình huống,